Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Rửa Đồ Cuộc Sống Pháp. Thì trời rất là đẹp cho nên ông xã Dung lôi xe ra rửa. Với mình ông không chịu đi tiệm á cô chú ơi. Rửa ở nhà vậy nè rồi cho tụi nhỏ nó chơi nó dọc nước luôn. Ông xã Dung lôi ra cho tụi nhỏ nó dọc nó phụ rửa luôn. Rửa bằng xà bông rồi xong xịt nước của chú anh chị. Mà nước là mình trữ nước mưa chứ mình không có rửa bằng nước cây, rất là phí. Với lại hiện giờ hạn hán đó cô chú, cho nên là chính phủ người ta cũng khuyến khích mình là không có nên lạm dụng nước hoặc là phí phạm nước đó, tưới cỏ tưới cây rồi này kia đó. Thì hầu hết những cái nhà ở vùng quê là đều có một những cái thùng chứa nước mưa. Khi mà mưa xuống là họ làm đường ống dọn chạy vô thùng luôn. Thì cái thùng đó 500 cả ngàn lít đó, thì mình chứa vậy cái mùa hè tháng 7 tháng 8 mà không có mưa là mình tưới cây tưới hoa đồ được, chứ không có xài nước cây của bên ngoài. Mà đóng tiền chạy chịu gì nổi luôn á, nước lúc này cũng lên nữa mà điện cũng lên nữa, rất là mát. Nhà Dung không có hồ bơi lớn đó cô chú anh chị, nên là tụi nhỏ nó dọc nước như vậy là nhiều khi Dung tưới rau đồ này kia đó rồi nó đi ra nó chạy qua chạy lại cái vòi nước cho nó ướt hết. Vào lúc này nắng á, hôm nay là có gió đỡ rồi đó, chứ mấy bữa là lên 38-40 độ không á mà không có miếng gió nào luôn. Mà nó nóng ở đây nè, nó khô chứ không phải là nó như nóng ở Việt Nam đâu. Nhà mình đó thì không có lắp hồ bơi lớn, tại vì tụi nhỏ thứ nhất là nó chưa có biết bơi, với lại hồ bơi lớn thì phải có người lớn cô chú anh chị để mà mình trông chừng tụi nhỏ. Chứ mặc dù những cái đứa trẻ mà biết bơi cũng không nên để cho nó chơi hồ bơi một mình nữa, rất là nguy hiểm. Thì mình mua những cái hồ bơi mà cái dạng mà hồ bơi mình thổi nó bằng nhựa đó cô chú, nó nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà chị chồng Dung cũng phải ngồi canh chứ không có cho nó chơi một mình. Cái con xe này ông xã Dung cưng lắm nha. Đi lên trên xe Dung đi cái xe như là cái xe hàng vậy đó, tại vì tụi nhỏ nó để quần áo nè, tại vì trời lạnh đồ này kia đó, rồi trời nóng mà không biết mặc đồ làm sao hết trơn á. Cái là phải có áo khoác, áo dài, áo vắng gì trên xe. Rồi bắt đầu tụi nó bánh trái này kia đều đi học về đói bụng á cô chú anh chị, là phải có bánh rồi này kia rồi nó ăn, nó xả rác ở trên xe mà Dung lao riết. Mình thì dọn ở bên trong, ông xã Dung thì chịu dọn ở bên ngoài. Vậy chứ khi mà xe mới á cô chú anh chị, mà mình đi đâu á, đi chợ đồ này kia đó, là Dung đậu xe là mình đậu một mình thôi, mình không có đậu kế xe người ta. Ở nhiều khi có người người ta đậu xe mà kiểu như đậu nửa vời đó, bên trong bên ngoài á, người ta mở cửa không được, cái là họ đẩy, họ làm trại xe mình hết trơn. Rồi có người ta gắn mắt á, người ta đi ngang cái ta cầm cái chìa khóa cái ta quẹt lặn rồi xong cái tróc sơn đó đâu có chùi được của chú. Mà mai mốt á, mình trả xe lại cho mình, giao mình bán xe lại cho hãng á, là nó tính á, những cái lằn sơn, những cái bao nhiêu giờ là giảm cái giá trị chiếc xe mình bao nhiêu tiền là nó trừ lại hết luôn á. Hoặc là muốn đậu xe là phải đậu những cái chỗ nào mà có những cái chiếc xe mới, những cái chiếc xe Mercedes hoặc là BMW đồ này kia đó, là những cái xe xịn á, thì người ta quý xe, người ta không có làm trầy xe của mình mà mình cũng không có làm trầy xe của người ta. Là đậu mà những cái chiếc xe đó là đậu rời ở ngoài không à. Dung đổi cái xe 5008 này nè, là Dung ưng lắm luôn, rất là thích. Tại vì chạy nó rất là êm mà nó hiện đại hơn cái xe cũ của Dung nhiều. Và mà nó cái kiểu như nó tự động, nó nhiều cái chức năng lắm mà nó rất là thông minh luôn. Mà có một cái là khi cô chú anh chị biết là mình chạy giữa hai cái len đường ha, một cái lằn vạch trắng và cái lằn vạch trắng mấy bên trái và một cái lằn vạch trắng mấy bên phải á, khi mà mình chạy mà cái xe nó báo tín hiệu là cái kiểu như nó vàng là tự nhiên nó đánh cái vô lăng cho mình trở về, cho mình chạy cho thẳng luôn á. Mà ông xã Dung nói như vậy thì rất là nguy hiểm, nên là phải đem nó vô gara cho người ta tắt cái chức năng đó đi, chứ nếu không là mình chạy cái kiểu như mà hơi lố lố qua cái lane bên kia gì đó, hay là nó không có thẳng cái xe là bắt đầu nó tự nó đánh cái vô lăng cho mình luôn à.
cái kiểu như nó tự lái á cô chú anh chị. Mà cái xe này á, nó có tới hai cái radar luôn, hai cái bản đồ. Khi mà mình chạy cái GPS á, là nó có một cái màn hình riêng, rồi trước cái màn hình mà ông xã Dung ngồi đối diện nữa là có một cái GPS riêng cho ông xã Dung luôn. Mà cái xe này á, là bây giờ họ tắt cái GPS hết rồi cô chú, cái hệ thống radar đó. Khi mà mình chạy tới cái chỗ đó mà có cái camera bắn tốc độ á, là những cái dòng xe cũ nó báo nha, nó kêu bíp bíp là mình biết cái chỗ đó là sắp tới có cái camera bắn tốc độ rồi. Nhưng mà còn cái xe này nó không có báo. Mà Dung hỏi ra xe thì họ nói bây giờ là giống như bên chính phủ họ yêu cầu là mình không có được lắp cái hệ thống báo đó nữa, mà muốn là mình tự mình lắp cái hệ thống báo, có cái radar bắn tốc độ riêng của mình trên điện thoại nè, hoặc là mình tải cái app về đó. Mà nó... cái cục mà ông xã Dung chặt xà bông á cô chú anh chị, đó là bằng da. Hồi xưa là ông xã Dung làm cái da bò đó để làm cái đồ rửa xe như vậy nè, chùi bằng cái đó thì nó không có trầy xe, chứ mà chùi bằng cái bùi nhùi á, nhiều khi lật qua cái miếng bề xanh là chùi là xong luôn á, cái miếng bùi nhùi rửa chén xanh với vàng á, lật lỡ lộn tay mà lộ lật qua cái miếng xanh chùi là xong phim luôn. Thì bảo hiểm xe thì bên Pháp là bắt buộc phải đóng bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm của Dung đóng là cái giống như toàn phần như vậy đó cô chú anh chị. Thì mình bảo hiểm cái phần mà cho mình mà cho người đối diện luôn, ví dụ Dung lỡ Dung quẹt xe người ta thì bảo hiểm của mình sẽ trả luôn cái chi phí đó cho người ta. Mà còn cái vụ mà mình tông vô, ví dụ như tông con vật đồ này kia đi, giống như hôm rồi Dung tông con hươu á, là bể cái nát cái đầu xe luôn, là bảo hiểm họ không có trả tiền nghe cô chú anh chị. Mình làm hồ sơ hết rồi, mới đầu ông bảo hiểm cho mình ông nói là trả, tới hồi ông nói là xét luật coi theo luật lại là ông không có bồi thường cho mình, ông không nói là đụng vô cái giống như con vật đồ này kia đó là mình không có được hưởng bảo hiểm. Nhưng mà hôm rồi trời bão á cô chú anh chị, là cái trampoline ở bên nhà hàng xóm á, cái đồ mà nhún nhảy với con nít chơi á, là nó bay qua bên nhà Dung, xong rồi nó làm vỡ cái máng xối nhà Dung đi. Làm Dung, chị Dung kêu nói Dung làm hồ sơ thì mình làm hồ sơ là mình được bồi thường 450 ơ. Nhưng mà không phải là mình nộp hồ sơ vậy cái xong rồi nó xuống nó bồi thường cho mình đâu. Người ta xuống người ta kiểm tra rồi nó gửi cái giống như người bên những cái công ty mà chuyên sửa máng xối rồi này kia đó xuống cái định giá là bao nhiêu tiền nữa đó cô chú anh chị. Nói chung là làm và chờ đợi rất là lâu luôn, thì cuối cùng cũng đã gửi, không có gửi người mà cái kiểu như kêu mình kêu người tự sửa xong mình nộp hóa đơn cho họ. Ông xã Dung rửa xe bằng nước rửa chén đó cô chú anh chị, xong rồi xịt nước, bây giờ ông phải đi lau lại đó, kỹ lắm luôn á. Mà trời chủ nhật đẹp trời là lôi xe ra rửa thôi chứ không chịu đi tiệm đâu. Đi tiệm ông nói tốn tiền mà rửa không có sạch. Dung xin dừng cái video tại đây và Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video, và Dung chúc cho cô chú anh chị có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Thì đây là một chút sinh hoạt ngoài cuối tuần của gia đình Dung. Thì cô chú anh chị yêu thích gia đình thì đăng ký like ủng hộ kênh Dung nhé. Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.